Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn ván cờ giữa Nguyễn Thành Bảo, biệt danh Tây Độc, và Tưởng Xuyên, biệt danh Ngọc Diện Thần Quân, trong giải cờ tướng trí tệ lần thứ nhất 2008. Mời các bạn theo dõi. Ngọc Diện Thần Quân đã vô địch Trung Quốc năm 2010 và với lợi thế đi tiên, Tử Xuyên đã chơi tiên nhân chỉ lộ chốt 7 tấn 1. Bảo đáp trả chốt 7 tấn 1, Xuyên đi tiếp mã 8 tấn 7. Lập tức Tây Độc chơi pháo 8 bình 5, tấn công thẳng vào trung lộ. Xuyên khủng rớt trung lộ bằng tượng 7 tấn 5. Bảo đi tiếp mã 8 tấn 7. Lập tức Xuyên đi pháo 2 bình 3, dòm ngó chốt 7 của Bảo. Bảo cũng chơi pháo 2 bình 3. Xuyên dùng pháo 3 ăn chốt, dọn đường cho mã 2 tấn 3 để hình thành phế bình phong mã. Lập tức Bảo xuất xe cánh trái, Xuyên mã 2 tấn 3. Bảo chơi tiếp tượng 7 tấn 9 đuổi pháo, dọn đường cho xe 8 tiến lên. Tử Xuyên lùi pháo, lập tức Bảo chơi chốt 3 tấn 1, tấn công thẳng vào con mã yếu của Tử Xuyên, buộc Tử Xuyên phải nhảy mã lên hà. Bảo không giỏi ăn chốt mà tấn xe lên hà để củng cố hàng thủ. Xuyên chơi tiếp pháo 8 bình 6, ngăn chặn xe qua bắc mã. Bảo chốt 3 tấn 1, Xuyên pháo 3 bình 7. Bảo chơi tiếp mã 2 tấn 1. Xuyên lập tức xuất xe 9 bình 8. Bảo bổ sĩ để củng cố trung lộ. Lúc này Tử Xuyên vẫn nắm thế chủ động. Xe của Nguyễn Thành Bảo bị kẹt ở một góc, không xuất ra được. Xuyên chơi xe 1 tấn 1. Nước cờ này theo sức que đánh đuôi giá thì không được hay, vì con xe 1 của Bảo đã bị không tỏ. Nếu chơi xe 1 bình 2 đổi nốt con xe còn lại thì ưu thế sẽ thuộc về Tử Xuyên rất mạnh mẽ. Nhận thấy thế trận bị phong tỏ, Bảo liền bình pháo 3 bình 4 để mời đổi pháo, đồng thời có thể bình xe ra ngăn chặn con mã trên hà của Tử Xuyên. Sau khi đổi pháo, thế trận của Bảo có vẻ thông thoáng hơn một chút. Tuy nhiên, hai mã và hai xe của Tử Xuyên rất mạnh và rất thông thoáng. Bảo chơi tiếp chốt 1 trong tấn 1 để thông mã. Lập tức Tử Xuyên bình xe 1 bình 8 để phong tỏ mã nhảy lên. Bảo chơi tiếp mã 7 tấn 6. Tử Xuyên bổ sĩ vững chắc trung lộ. Thế trận hình rất chắc chắn và thông thoáng. Tuy nhiên điểm yếu con mã 3 của Tử Xuyên là rất rõ. Lập tức Bảo điều pháo vào uy hiếp con mã này. Tưởng chơi tiếp mã 3 tấn 4 bắt xe. Bảo xe 4 bình 3 bắt pháo của Tử Xuyên, buộc Tử Xuyên phải dỡ tượng biên. Lập tức Bảo điều pháo vào bắt tiếp con mã 4.
một mã khoản thưởng riêng phải lui về. Bảo tiếp tục chơi mã 6 tấn 7, uy hiếp hai tượng, buộc tử xuyên phải thối tượng về. Hàng loạt nước đi, đẩy mã của tử xuyên vào thế kẹt. Bảo chơi tiếp sĩ 4 thối 5, xuyên chơi mã 7 tấn 6. Bảo chơi xe 3 bình 4, xuyên chơi xe sau bình 4 giữ mã. Bảo chơi tiếp mã 1 tấn 2, tri mã, buộc tử xuyên phải thối mã, mã 6 thối 7. Bảo chơi tiếp xe 4 bình 8, con xe này hoạt động rất tốt khi mà hai con mã của tử xuyên không thể làm gì được. Nhận thấy mã 3 của tử xuyên là điểm yếu, lập tức Bảo điều xe qua lộ 8, chuẩn bị tấn xuống bắt chết mã. Tử xuyên thấy mã chết mà không tài nào cứu được, đành phải điều xong xe lên truy mã của Bảo, hòng vớt vát lại quân. Xuyên chơi xe trước tấn 4, Bảo chơi mã 2 thối 3 bắt xe. Xuyên phải tiếp tục chơi tấn công xe 6 bình 7 bắt mã. Lập tức Bảo chơi tượng 3 tấn 5 bắt xe. Xuyên chơi xe 7 tấn 1, Bảo chơi tiếp xe 1 tấn 2 giữ mã. Lúc này Xuyên không thể nào bảo vệ được con mã 3, đành thí quân và diệt chốt để mong cầu hòa. Xuyên buộc phải ăn mã, nếu không Bảo sẽ chơi pháo 6 tấn 1 bắt chết xe. Lúc này sau khi đổi quân thì Bảo uy hiếp mạnh mẽ con mã 3, chắc chắn con mã 3 này sẽ chết. Nhận thấy mã 3 đã chết, tử xuyên lập tức điều mã lên phản công, hòng tìm kiếm cơ hội diệt chốt để cầu hòa. Bảo chơi tiếp xe 8 bình 7, tử xuyên mã 6 tấn 4 bắt tượng. Bảo lập tức thối tượng 9 thối 7. Xuyên chơi tiếp xe 6 tấn 6 bắt trực tiếp trước đầu. Bảo chơi xe 7 tấn 1, xuyên chơi xe 6 bình 5. Bảo chơi mã 7 tấn 6 bắt tượng. Lúc này tử xuyên không còn mặn mà gì để mà giữ con tượng này, đành tiếp tục tìm kiếm cơ hội tấn công và diệt chốt để cầu hòa. Xuyên chơi tiếp xe 6 bình 7 bắt pháo. Bảo chơi pháo 2 bình, pháo 3 bình 4. Xuyên chơi tiếp xe 7 bình 9 bắt chốt biên. Bảo dùng xe chém tượng, lập tức xuyên đi mã 4 tấn 2. Tuy nhiên xe mã của tử xuyên không thể làm gì được, khi Bảo chỉ cần sức tướng ra thì quá giải. Xuyên chơi tiếp xe 9 tấn 3, Bảo tấn tướng lên. Xuyên mã 2 thối 4, hầm điều mã qua để truy xét tướng của Bảo. Bảo chơi xe 7 bình 8, xuyên chơi xe 9 bình 7, Bảo chơi sĩ 5 tấn 6. Xuyên lập tức dùng xe chém sĩ. Bảo chơi xe 8 thối 5, xuyên chơi xe 4 thối 1. Bảo chơi tướng 4 thối 1.
xuyên chơi. Mã 4 tấn 5, ăn tượng chiếu tướng. Bảo chơi, tướng 4 bình 5. Xuyên chơi, mã 5 tấn 4, nhận thấy con mã của mình bị kẹt, tử xuyên lập tức nhảy con mã xuống lỗ 6. Tuy nhiên, Bảo không dám ăn vì nếu ăn thì xe 4 thối 1, bắt lại hai quân. Lúc này, chốt của tử xuyên nhiều và sĩ tượng của Bảo mất hết, dễ bị uy hiếp. Nhận thấy điều đó, Bảo lập tức điều xe qua cánh mặt để phòng thủ con mã. Tử xuyên bình xe, mời đổi. Bảo khéo léo che bằng nước pháo và hâm dọ sát. Lúc này tử xuyên buộc phải điều xe về để giữ nước mã chiếu. Lập tức Bảo thối xỉ về bắt mã, buộc mã phải chạy qua lộ 8. Chỉ chờ có thế, Bảo dùng phá 2 bình 8. Tới đây tưởng xuyên buông cờ chịu thua. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like và đăng ký kênh để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.